Hello các anh em, vâng và hôm nay thì cửa hàng chúng em lại xin tiếp tục lên sóng và review cho anh em một lô máy cơ xích tiếp tục anh em nha. Vâng và hôm nay là ngày 22 tháng 6, cửa hàng chúng em lại giới thiệu cho anh em tổng cộng gồm có là 11 con máy này, đến từ là hàng Nhật bãi và rất là nhiều các thương hiệu khác nhau. Lô ngày hôm nay nó cũng cực kỳ VIP và cực kỳ sáng luôn anh em nha. Đánh dấu ký tự là lô chữ T, từ T1 cho tới T11. Vâng và chèn trong lô ngày hôm nay á, thì em chỉ có duy nhất một con máy cưa là hàng Trung Quốc xuất Nhật anh em nhá. Đó, và con này nó là hàng thuộc hệ máy mới, giá cực kỳ hữu nghị và cực kỳ sinh viên cho anh em nào mà nhu cầu sử dụng ít này. Còn lại là đây, và hai hàng trên này là những sản phẩm hàng Nhật bãi nội địa, chuẩn chính gốc luôn anh em nhá. Và cam kết cho anh em này, nguyên zin nguyên bản 100%, không pha tạp bất kỳ linh kiện gì cả. Đó, hàng tới anh em được kiểm tra hàng thoải mái, test nổ rồi anh em mới thanh toán anh em nhá. Cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước, nên là anh em đặt hàng của bên em thì hoàn toàn yên tâm. Vâng, và số đặt hàng của cửa hàng chúng em là 0354392929. Số điện thoại đã để dưới màn hình rồi, hoặc nào anh em nào mà có thể đến tại cửa hàng chúng em cũng được. Địa chỉ cửa hàng thôn 8, xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Số điện thoại của cửa hàng 0354392929. Vâng, và lô ngày hôm nay này, đây đánh dấu giới thiệu cho anh em từng con một nhá. T1 là một con máy cưa này, hàng này là quàng CS6910, hàng này là dòng Trung Quốc xuất Nhật, nó là thuộc hệ máy mới anh em nhá. 1.650.000 này, cực kỳ hữu nghị và cực kỳ sinh viên cho anh em về sử dụng nhá. Hai ốc chân lam, bạn trực tiếp bằng khóa 13, và con này lam nó là dài 50 cm, công suất của con này lên đến 52cc. Máy to nhất trong tập phân khúc rồi trong lô ngày hôm nay rồi anh em nhá. 52cc rồi. Chỉ 1.650.000 miễn phí vận chuyển cho anh em luôn. Và dòng này thì cho nhu cầu anh em nào mà về sử dụng gia đình cũng như là sử dụng ít thì bao bền và tiết kiệm nhiên liệu cho anh em nhá. Rồi, và qua con T2 là một con máy cưa 021 này, made in Germany, máy móc thì cực kỳ sáng và cực kỳ VIP luôn. Em nhìn qua đấy, nhìn này, nhìn máy móc có đẹp không ạ? Đó. Có núm bơm xăng phụ cho anh em này. Hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 19. Công suất của con này là 40cc, giá 3.900.000 anh em nha. Miễn phí vận chuyển cho anh em nha. Dòng này là dòng của Đức, sản xuất tại Đức, chính hãng tại Đức luôn đấy ạ. Vâng, và con thứ hai là một con máy cưa Husqvarna 141. Con này là T3 nhá. Giá nó là 3.100.000, công suất của nó đây. 40,2cc, cân nặng đầu máy không là 4,6kg, lam dài mặt cắt 35 phân. Đó, xài xích chung 91, con này là cũng mặt cắt 35 phân nha. Rồi, qua con T4 là một con máy cưa Shindaiwa, hiệu tem hai con rồng. Con này là nòng nó 40 ly, công suất của nó là 35cc, hệ nòng đứng, giá 2.600.000, xài xích chung 91, làm dài mặt cắt 30 phân, về cho anh em sử dụng gia đình cũng như là sử dụng mà nặng nặng một tí xíu thì con này thì cực kỳ chịu tải được luôn, và con này thì cực kỳ bền luôn anh em nhá. Hệ thống này lốc sử dụng nó là xài lốc hợp kim, hợp kim nhôm đấy ạ, bao cho anh em là bền luôn. Vâng, và tiếp tục là con T5 là một con máy cưa đến từ Shindaiwa 380 tiếp. Con này là giá nó là 3 triệu đồng nha anh em nha. Vâng, và con này thì lên cho anh em là lam dài mặt cắt 40 phân luôn. Và xích theo máy là một cây lam Latin luôn anh em nha. Đấy, quá là chất lượng đúng không ạ? Công suất của con này lên đến 38cc. Về để sử dụng khai thác tầm trung cũng như là sử dụng gia đình được rồi anh em nha. Hai ốc chân lam này vặn trực tiếp bằng khóa 13. Anh em thấy có VIP Pro không ạ? Giá 3 triệu đồng. Vâng, và con T6 là một con máy cưa hiệu Komatsu Genowatt, công suất 34cc. Con này thì về cho anh em về sử dụng gia đình anh em nhé. Và con này này, nó là full option luôn, full chức năng. Chụp giật trợ lực này, đúng không, xăng phụ này, e gió tự động này, e gió tự nảy về nhá, bóp ga tự nảy về. Có hội thống giảm nhún lò xo, bực cực kỳ bền, anh em sử dụng hỏng con máy chắc gì cái bộ nhún này nó đã hỏng rồi đâu ạ. Thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ. Đó, lam dài mặt cắt 35 phân. Lam xích nguyên zin của hàng Nhật luôn anh em nha. Đó, con này thì nó là đầy đủ chức năng luôn. Thương hiệu Komatsu này này thì nó thiên về độ bền và tiết kiệm nhiên liệu. Đấy. Và phần bô của nó là bô giảm âm anh em nhá. Nổ gang ti thì bao như kiểu là tiếng chó thở luôn. Vâng, và qua hệ máy cưa nhỏ nhỏ để cho anh em phục vụ sử dụng gia đình đây. T7 là một con máy cưa đến từ hiệu Tanaka 33cc, về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại. 1.950.000, con T7 máy móc cực kỳ đẹp luôn anh em nha.
tem mác này anh em nhìn thấy chưa, đúng không, song phụ này, lam dài mặt cắt 35 phân. Vâng, và tiếp tục là con T8 là một con máy cưa Echo Curit. Đó, con này là 3.300. Theo máy là một cây lam Latin luôn anh em nha, một cây lam đúc Latin xịn 2.200.000. Đó, máy móc cực kỳ VIP và cực sáng nha. Anh em nào mà đam mê thích hàng này đây, rất nhiều các bác hay hỏi đây. Về hàng đã về hàng cho anh em, hai ốc chân lam luôn anh em nhá. Rồi lại tiếp tục là một con T9 là một con máy cưa đến thương hiệu Tananka. Con này là 33cc anh em nhá. Về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại 2.000.000. Lại một con máy cưa T10, một con máy cưa đến thương hiệu Tananka tiếp. Tem mác đầy đủ, máy móc chuẩn chỉ, lam dài 35 phân. Vâng, và con này thì về cho em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Và cuối cùng thì lên sóng cho anh em là một con máy cưa hệ tay cụt anh em nha. Tay cụt đây. Con này thì về cho anh em mà sử dụng leo trèo trên cao, cắt cành tỉa nhánh đồ linh tinh, hoặc là leo thang, leo ở trên những cây cao để cho anh em cần sử dụng một tay. 1.850.000 tương hiệu Komatsu Genowatt anh em nha. Đó, con này thì cân nặng chỉ khoảng tầm 3,5 kg thôi. Quá là nhẹ nhàng luôn. Để cho anh em cầm đi trèo cao. Đó, không bao giờ có cảm thấy nặng nề. Vâng, và vừa rồi thì em đã giới thiệu sơ qua tổng cộng gồm có 11 con rồi. Và bây giờ thì em sẽ đặt máy quay xuống cũng như là giật test nổ từng con một để cho anh em nghe trải nghiệm của tiếng máy của từng con để anh em dễ dàng đặt hàng và dễ dàng lựa chọn anh em nhé. Dạ vâng, chiếc máy đầu tiên là một con máy cưa hàng Trung Quốc xuất Nhật. Đó, nói nôm na là như thế. Và hàng này nó là hàng máy mới anh em nha, để cho anh em về sử dụng hệ gia đình nho nhỏ xinh xinh đây. Anh em nào mà nhu cầu kinh phí thấp anh em nhé. Lam dài mặt cắt 50 phân. Đó, xích sử dụng là xài xích 72. Gọi như là xích này là mua bán cực kỳ dễ trên thị trường luôn anh em nha. Anh em hầu như đến cái tiệm sửa chữa máy cưa hoặc có buôn bán máy cưa nào cũng đều có lam xích như này anh em nhé. Mua bán anh em không phải lăn tăn. Tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em này. Đó, hai ốc chân lam cực kỳ chắc chắn, nòng của nó là lên đến 45 ly, công suất của nó là 52cc, em cảm thấy ok chưa ạ? Và giá thì cực kỳ hữu nghị và học sinh sinh viên luôn. Rồi, test nổ cho anh em nghe tiếng máy nhá. Dạ vâng, và qua con T2 là một con máy cưa đến thương hiệu Estin. Đó, thương hiệu này có lẽ là các bác nào đam mê hệ máy cưa thì không còn xa lạ gì nữa rồi đúng không ạ? Đó, dòng này là sản xuất tại Đức anh em nhá, và cam kết cho anh em là nguyên zin nguyên bản 100%, nòng 40 ly, công suất của nó là 40cc anh em nhá. Thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ này. Anh em đánh giá cho em con này xem là tình trạng máy này anh em cho em được bao nhiêu điểm. Hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 19 anh em nha. Và có núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Con này về sử dụng cho anh em khai thác tầm trung cũng như là sử dụng gia đình luôn thôi. Anh em nào mà cần một chiếc máy cưa siêu chất lượng và có thương hiệu đấy, cho các bác nào mà cần một chiếc máy cưa hàng VIP Pro đấy ạ. Chỗ này là đổ xăng pha nhớt anh em nha. Và bên trên là đổ nhớt để bôi chân lam xích. Vâng, và lam con này dài mặt cắt là 35 phân. Xích sử dụng nó là xài xích chung 91. Xích này thì nó dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện ấy, mua bán cực kỳ dễ và thuận tiện trên thị trường luôn. Đấy. Chúng em đang bán với giá là 3.900.000 miễn phí vận chuyển anh em nhé. Anh em nào mà ưng con này muốn đặt hàng thì báo cho em là con T2 anh em nha. Vâng, T3 là một con máy cưa đến thương hiệu Husqvarna 141. Con này thì đây, soi anh em thông số kỹ thuật anh em nha. Đó,
40,2cc, cân nặng là 4,6kg này. Tem mác thông số của nó đây. Hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13. Ờ, xin lỗi các quý khách hàng nha, vừa nãy thì em có khách ngoài một tí xíu. Vâng, và lam con này thì lam xích này vẫn là nguyên zin nguyên bản của nó luôn anh em nha. Nguyên zin nguyên bản theo máy luôn. Và lam con này sử dụng là xài xích chung 91. Vẫn là sử dụng dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện. Lam con này dài mặt cắt là được bao nhiêu đây? 38 phân mặt cắt. Đây anh em, 38 phân anh em nha. Đó, máy móc thì cực kỳ sáng và cực kỳ vip luôn rồi. Giờ test nổ cho anh em nghe luôn. Con này cả hàng chúng em đang bán với giá là 3.100.000 anh em nhé. Vâng, qua con T4 là một con máy cưa hiệu Shindai Qua, hiệu tem hai con rồng. Máy móc này, hàng siêu tầm cho anh em luôn. Anh em nhìn qua, đó. Con này của nó là nòng của nó là 40 ly anh em nhá. Công suất của nó là 35cc cho anh em để sử dụng đấy. Vâng, và con này lam, con này dài mặt cắt là được 30cm. Xích của nó là xài xích chung 91. Xích vẫn là xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện anh em nha. Và lốc con này này, hệ thống lốc là lốc hợp kim nhôm. Anh em à, lốc hợp kim nhôm. Để cho anh em về sử dụng ấy, thì bao cho anh em là chịu nhiệt rất là tốt. Đó, cái hộp kim nhôm thì nó chịu nhiệt rất là tốt để cho anh em về sử dụng, cực kỳ bền cho anh em luôn. Bình xăng này, hệ bình xăng cũng là hộp kim nhôm luôn anh em nha. Anh em thấy là có siêu trường siêu trọng không? Nôi đồng cuối đá để cho anh em về sử dụng. Máy móc thì cực kỳ sáng và cực kỳ vip luôn. Anh em nhìn tem mác hầu như là còn nguyên anh em nhé. Vâng, và qua con T5 là một con máy cưa đến từ Shindai Qua 380 anh em nha. Con này này giá 3 triệu đồng cho anh em, công suất của loại lên đến 38cc. Đó, anh em thấy không, vòng tua cực khỏe, về sử dụng khai thác tầm trung được luôn anh em nha. Hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13. Lam dài mặt cắt cho anh em là 40cm. Dài tổng thể mặt cắt ấy là 40cm. Và con này thì anh em nhìn đâu, đầu lam là tinh này, có to bản và dày dặn đúng không ạ? Đó, xích sử dụng nó là xài xích mini anh em, đặc trưng thương hiệu của hàng Nhật Bản luôn rồi. Xin đây qua cam kết cho anh em là nguyên zin nguyên bản nha. Lốc, hệ thống lốc này vẫn là lốc hợp kim nhôm cho anh em luôn. Đó anh em nhờ, lốc hợp kim nhôm. Vòng tua khai thác tầm trung giá 3 triệu đồng cho anh em. Anh em nào đam mê thương hiệu Shindai Qua, có lẽ các bác ở dưới ngả miền Tây thì không còn xa lạ gì về thương hiệu này nữa rồi. Đó, oh,
Vâng, qua con T6 là một con máy cưa đến từ hiệu Komatsu Genawatt. Vâng, có lẽ là thời gian vừa rồi thì em bán con này thì rất là nhiều các bác ưng và thích đặt. Đó, nay thì nhưng mà hết hai hàng. Hôm nay thì mới về được một cây duy nhất anh em nha. Genawatt Komatsu, thương hiệu này là nó thiên về tiết kiệm nhiên liệu, độ bền này. Đây, tem mác bảo hành của nó này còn nguyên zin nguyên bản luôn anh em nhá. Đầy đủ chức năng cho anh em về sử dụng luôn. Khóa xích sử dụng đầy đủ này, có chụp giật trợ lực này, hệ thống nhún treo lò xo. Anh em nhìn không? Đấy, thì cái lò xo ở trong không? Đấy. Và bô là bô giảm âm anh em nhá. Lam dài mặt cắt của nó là được bao nhiêu đây? Vâng, 33 phân mặt cắt. 33 phân mặt cắt anh em nhá. Về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại. 2.600.000. Và bây giờ thì em qua những bộ máy cưa nhỏ nhỏ để cho anh em về sử dụng gia đình đây. Đầu tiên thương hiệu Tananka, rất là cửa hàng chúng em bán rất là nhiều luôn anh em nhá. Hầu như lên sóng lô nào cũng đều có thương hiệu này hết. Đó, bán cực kỳ chạy luôn. Và dòng này thì đến nữa thay thế linh kiện, thay thế sửa chữa linh kiện đồ đạc nó rất là nhiều anh em nhá. Đó, anh em đặt hàng này thì đến nữa về anh em sử dụng thay đồ thay đạc thì không phải lăn tan luôn. Lam dài mặt cắt 35 phân, về cho em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại. Đó, xích sử dụng là xài xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện. Lam xích vẫn nguyên zin nguyên bản của nó nha. Có nút bơm xăng phụ cho anh em để tiện dễ dàng lên xăng. Con này thì khá là đẹp luôn. Đấy, anh em nhìn ông tem mác hầu như là còn nguyên. 1.950.000. Sợi dây giật nó khá là đẹp luôn, còn trong phao luôn anh em nha. Tình trạng máy thì đẹp 90%. Rồi T8 là một con máy cưa đến từ Echo Kyorit 3300. Con này công suất của nó lên đến 33cc. Đó, có núm bơm xăng phụ cho anh em này. Và con này thì theo máy cho anh em là một cây lam Latin luôn anh em nha. Đó, giá 2.200.000. Lam dài mặt cắt là 35 phân. Mặt cắt của cây lam này là 35 phân này, xài lam Latin này. Đầu Latin khá là còn đẹp và dày dặn luôn. Đó. Máy móc cực kỳ sáng và cực VIP, hai ốc chân lam và trực tiếp bằng khóa 10. Vâng, qua con T9 là một con máy cưa đến từ Tananka tiếp. Con này công suất vẫn là 33cc anh em nha.
và lam con này dài mặt cắt là được 35 phân. Xích sử dụng nó là xài xích mini. Lính nhà em thì nó đạp thì nó bị ngược xích mất, thông cảm cho cả chúng em nha. Và con này thì có núm hơn xăng phụ cho anh em này, đầy đủ chức năng luôn, máy móc thì cực kỳ đẹp, cực kỳ sáng và cực kỳ vip luôn. 2 triệu đồng cho anh em về sử dụng, đầy đủ chức năng. Và con này thì cho anh em là cam kết nguyên zin nguyên bản. Anh em nào mà thấy được linh kiện nào mà đã thay thế sửa chữa là chúng em xin phép tặng anh luôn cây máy. Vâng, và qua con T10 lại là tiếp tục đến từ thương hiệu Tanaka. Con này thì xài của nó là xài lam dài mặt cắt 35 phân. Xích sử dụng nó là xài xích mini anh em nha. Và con này thì lên cho anh em là có núm hơn xăng phụ đầy đủ, công suất 33cc. Sử dụng của nó là 33cc để cho anh em về cắt cốt được kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Đó. Máy móc cực kỳ, cũng cực kỳ đẹp và cực kỳ sáng luôn anh em nha. Và hệ con này thì nó là dòng đời cao hơn so với lại cái con mà T7 anh em nhá. Đời cao hơn so với T7 nên là nó mắc hơn 50.000. Đấy. Anh em nào mà ưng con T7 thì có thể đặt con T7 cũng được, và ưng con T10 thì có thể đặt con T10. Dạ vâng, cuối cùng là một con máy cưa hệ tay cụt Komatsu Zenowatt G300. Đó, con này thì nhỏ nhỏ xinh xinh để cho anh em về sử dụng cắt cành, đồ linh tinh thôi, hoặc leo trèo trên cao. Cân nặng chỉ khoảng tầm 3,5 kg anh em nha, rất là nhẹ nhàng. Giá 1.850.000, có núm hơn xăng phụ đầy đủ cho anh em. Lam dài mặt cắt là được bao nhiêu đây? Em sẽ đo cho anh em luôn. Lam dài mặt cắt là được gần được 30 phân nhá, 29 phân. Đó, và xích sử dụng nó là xài xích chung 91. Xích này thì nó dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện và mua bán rất là nhiều. Quá là nhẹ nhàng luôn. Giật rất là dễ dàng và nhạy nổ. Và thương hiệu Komatsu này á thì nó cực kỳ bền bỉ luôn rồi. Anh em nào mà đã dùng thử và trải nghiệm cái thương hiệu này rồi thì có lẽ là ưng, cực kỳ ưng với cái thương hiệu này luôn. Nó tiết kiệm nhiên liệu này, độ bền bỉ về cái thương hiệu này thì quá là bền bỉ luôn rồi. Và anh em nào vừa rồi thì cả chúng em đã giật test nổ hết tổng cộng là gồm 11 con máy rồi. Anh em nào mà ưng con nào đi ạ thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em để đặt hàng nhé. Cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước nên là anh em mua bán cực kỳ uy tín và yên tâm luôn. Vâng, và cả chúng em thì video nó khá là dài, cả chúng em xin kết thúc video tại đây. Hẹn anh em ở những video tiếp theo anh em nha.